Chị cho em hỏi là buổi trưa là mình ra mình dọn dẹp như vậy mất thời gian khoảng bao nhiêu lâu mình mới dọn xong? Bình thường là khoảng 3 giờ rưỡi chị bắt đầu lau dọn sơ trong quán, rồi sau đó là chuẩn bị mấy cái nguyên liệu nấu cho buổi chiều. Dạ. Chị chút nữa quay xong rồi cũng có đồ ăn. Đúng rồi. Cô lên đây là cô đi một mình hả cô? Cô đi chung ai? Cô ơi, chỉ làm con dâu cô được bao nhiêu năm rồi cô? 2 năm rồi con. Cô thấy có hợp tính của cô nhiều không cô? Rất là hợp con. Lần đầu tiên gặp là đã thấy hợp rồi. Cái lần đầu tiên á, dạ, gặp con dâu á là tại nhà hát Bến Thành. Ồ. Là đi nhận bằng tốt nghiệp cho chồng của nó. Ờ vậy hả? Nhưng mà lúc đó là hai đứa chị là chưa có quen nhau, chỉ là bạn bè đồng nghiệp thôi. Chung công ty lúc đó là chồng chị đang làm cùng phòng với chị luôn. Thì hôm đó có mời chị đến để dự lễ tốt nghiệp của ảnh. Lúc mà chị tới thì chị gặp mẹ chồng của chị. Hai mẹ con ngồi nói chuyện là rất là hợp gu với nhau luôn, giống như là quen nhau là lâu dữ lắm rồi. Cái sau ngày hôm đó là sao mẹ? Sau ngày hôm đó là cái mẹ nhận chị làm con nuôi luôn. Vậy hả? Đúng là rồi. Con nuôi hả? Đúng rồi. Tại vì cô nói cô có 2 bé trai. Dạ. Cô không có gái. Thôi giờ cô thấy con dễ thương quá. Con nuôi, con gái nuôi của cô đi. Rồi bé chấp nhận. Dạ. Con nuôi xong rồi con trai cưới luôn thôi, lấy luôn. Làm con nuôi xong rồi sao? Khoảng bao nhiêu lâu mình mới quen ảnh? Lúc mà làm con nuôi xong á, dạ, thì chị có về quê mẹ chơi mấy lần. Quê mẹ là ở dưới Sa Đéc, dạ, ngay làng Hoa luôn. Lúc đó chồng trở về là rất là thích luôn. Nhưng mà lúc đó vẫn chưa có quen, chưa có tình cảm gì hết. Chỉ là đang là đồng nghiệp với nhau thôi. Dạ. Gần một năm thì hai đứa mới bắt đầu có tình cảm với nhau. Ồ, gần một năm. Đúng rồi. Xong rồi quen, lúc đó là quen rồi cô biết không? Không, lúc đó mẹ chị không biết. Giấu. Giấu, hai đứa giấu. Chồng chị là học bên thanh nhạc, mới ra trường nữa nên là chưa có cái gì gọi là ổn định hết. Mẹ thì muốn là chồng chị là sẽ lo tập trung vào cái công việc nhiều hơn là chuyện yêu đương. Bắt đầu quen nhau á, nghĩa là cái lúc đó là ai là người cua trước? Chị là người cua trước. Trời Tại vì lúc đó em biết sao không, chị bị ấn tượng cái giọng hát của ảnh. Dạ, mê giọng hát. Mê giọng hát, mê cái bài Vô Cùng. Bây giờ chắc chị đi chuẩn bị tiếp để có gì chiều chị bán đi ha. Mà em xin phép em nói chuyện. Con đi vô trong bếp con chuẩn bị nha mẹ. Mẹ ngồi nói chuyện với chị nha. Xin phép. Con nghe nói là chị Nhung á là chị lớn hơn anh nhà tới 4 tuổi lận. À đúng rồi. Lúc đầu nói chung là cô không có tán thành, tại vì nó hơi chênh lệch tuổi tác quá. Rồi cái hai đứa nó cũng cái kiểu như nó khóc với nhau mà cũng không có biết. Dạ. Tới chừng cũng khoảng 1-2 năm sau, rồi con trai nó về dịp Tết, cái nó mới cũng như là kiểu nhõng nhẽo với mình vậy đó. Dạ, cho con với bé Nhung cưới nhau nha. À, cái cô nói ha, mẹ nói bao nhiêu lần thì con từ chối, hôm nay là con về con nói thật cho mẹ biết rồi đúng không? Cái cô suy nghĩ một lúc. Tại vì mình cũng đã có ấn tượng với con bé Nhung rồi, cho nên con mình nó nói vậy mà tuổi tác thì vậy mình cũng cảm thấy nó cũng hơi buồn buồn. Cô suy nghĩ mà cái một lát cô mới nói thì thôi được rồi, để ăn Tết xong đi rồi mẹ về dưới nhà của bé Nhung một chuyến. Thì cô chỉ nói vậy thôi là anh ta mừng quýnh lên, cái anh ta chạy điện thoại cho bé Nhung: em ơi, em mẹ đồng ý rồi. Cái lúc đó là cô cảm thấy là cô có một cái cảm giác là như là con mình nó quá yêu con người ta. Cản như vậy á thì mình cảm thấy cũng tội. Cái cô mới điện thoại nói với bên xui gái á, thì bây giờ cô tiến tới hôn nhân đó. Từ đó là bắt đầu lên là cưới luôn. Thì con cũng biết cái người Sài Gòn với lại cái cách ăn của người miền Tây mình á thì nó khác nhau. Dạ. Ở Sài Gòn thì ăn nó nhợt nhạt, còn ở miền Tây mình thì nó đậm đà. Cho nên là lần đầu tiên mà bé Nhung về quê chơi á thì bé Nhung có đi chợ mua cá lóc, nói bữa nay con đi chợ mua cá lóc về con nấu cháo cho mẹ ăn thử coi tay nghề con có nấu vừa miệng mẹ hay không. Thì trong khi đó về nấu thì cô ăn thì cô đã biết rồi, nhưng mình đã có tâm lý biết trước rồi không nói. Lần thứ hai về cũng vậy, cái đi mua cá lóc về nấu canh chua đó, thì cô mới nói là: con ơi, con ở dân Sài Gòn con ăn nó nhợt nhạt, rồi con về đây á người miền Tây của mẹ ăn nó đậm đà, thôi con thêm cho nó đậm đà một tí xíu cho mẹ dễ ăn. Rồi từ chỗ đó thì con dâu nó cũng ngoan, cũng nghe lời. Thì khi mà cưới xong rồi á, nấu ăn cũng hoàn hảo,
2 năm rồi, anh chị có cháu chưa cô? Chưa. Chắc là còn để từ từ. Từ từ, hiện tại đang buôn bán, đang lo cho sự nghiệp cái đã. Có bao giờ mà chị ngỏ lời mời mẹ ba lên này ở không? Chị cũng muốn mẹ lên ở chung lắm á, nhưng mà mẹ chị á là không có thích cuộc sống ở trên này. Mẹ chị thích cuộc sống ở dưới quê hơn. Bình thường á, ở dưới quê cái không khí của nó rất là trong lành. Với lại con biết không cô đi xe xe lắm. Dạ. Cho nên dịp gì quan trọng này kia cô mới lên tới thôi, chứ cô ít có đi lắm. Hồi sáng này cô có bị say không? Có chứ, nhưng mà trước khi đi là uống thuốc. Dạ. Uống thuốc rồi cho nên cũng đỡ. Đó, rồi lên đây con thấy xe cổ đông rồi khói mũi cô chịu không có nổi. Ồn lắm. Thôi cô nói thôi, cô không có lên Sài Gòn cô sống được. Đó, lên chơi tụi con thì cô lên, chứ còn để mà lên mà sống chung, ở chung trên này luôn là cô không có thể nào ở được. Dạ. Chị có ý là chị muốn về ở chung với mẹ, mẹ cũng không chịu. Tại vì quan niệm của mẹ chị là muốn cho hai đứa được có một cái không gian riêng. Lúc nào mẹ cũng suy nghĩ cho hai vợ chồng hết. Nhiều khi chị cũng thấy là thấy thương mẹ, tại vì không có lo được nhiều cho mẹ. Tôi nói không sao. Mẹ chị bình thường ở dưới nhà chỉ có hai vợ chồng thôi, mà con thì ở trên này hết rồi. Nên là nhiều khi có vấn đề gì đó, bệnh hay là gì đó thì mẹ cũng nhiều khi mẹ giấu, mẹ không có nói. Nên là nhiều lúc chị cũng lo lắm, lo cho mẹ. Có lần nào mà mẹ bị bệnh mẹ giấu chị không? Có nhiều lần lắm. Mẹ bị cao huyết áp. Với lại mẹ chị là thích uống cà phê. Nhưng mà cái cà phê mình uống nhiều thì nó lại không có tốt cho sức khỏe. Với lại mẹ cũng có những cái căn bệnh nền nữa mà mẹ giấu, mẹ không có nói. Mà hai mẹ con điện thoại FaceTime với nhau á, chị nghe giọng mẹ lạ lạ, nó hỏi sao mẹ bị cái gì. Thì lúc đó là mẹ mới nói là mẹ bị cảm nhẹ nhẹ vậy thôi, chứ mẹ cũng không nói là mẹ bị cao huyết áp hay là mẹ bị như vậy. Mẹ không bao giờ mẹ nói hết. Mẹ lúc nào mẹ cũng sợ là các con lo hết. Cảm thấy mình lo được bản thân thì mình lo, chứ khi mình nói ra thì con cái lúc nào nó cũng phải lo nó. Trong khi đó công ăn làm của nó phải chạy về đó, nó lo cho mình. Thì thử ra cô không có muốn, mà khi mà con dâu nó hay phát hiện lắm. Nó nghe cô mà nói chuyện mà cái tiếng mà hơi khàn hoặc là cái giọng nói hơi kha hơi, khi sau đó là bắt đầu nó hỏi tới rồi đó. Hai mẹ con nói chuyện với video call với nhau rất là lâu. Hôm nào mà có việc gì gấp á là nói chuyện khoảng nửa tiếng. Còn có bữa nào mà 2 tiếng. Có bữa có lúc thì ngồi nói chuyện 2 tiếng. Tới nỗi mà mẹ ruột của chị á nghe nói chuyện điện thoại nhưng mà không biết ai. Dạ. Nói sao mày nói chuyện với ai mà lâu dữ vậy? Hợp lắm, hai mẹ con hợp lắm. Dạ. Cái dung đầu hay lộn sao?